Như vậy là các bạn vừa được xem tôi hái lá của hoa rừng, một cái dạng thảo dược rất là dân dã và rất quen thuộc đối với bà con ở nông thôn của chúng ta. Thì các bạn biết là cổ hoa là một cái loại thảo dược mà có khả năng nó thanh lọc cơ thể và mát gan rất là hay. Và bên cạnh cái việc mà thanh lọc cơ thể thì cổ hoa còn có thêm một vài bài thuốc nữa mà rất nổi tiếng để mà giúp chúng ta có thể trị một số bệnh nan y, đặc biệt là cái bệnh cao huyết áp hoặc là một số bệnh về tiểu đường cũng rất là hay. Thì bây giờ các bạn hãy xem tôi hướng dẫn cách chế biến cái lá của hoa rừng thành một cái dạng nước uống rất là đơn giản. Thì lá hoa rừng các bạn có thể sau khi hái về các bạn rửa sạch ra, bạn cái nguyên liệu chỉ một nắm. Thì cách chế biến có nhiều hướng, thì các bạn có thể nấu trong nồi nước, sau đó các bạn chế ra để nguội các bạn uống lần lần. Còn cái cách đơn giản nhất tôi muốn hướng dẫn ở đây là chúng ta giống như pha trà, nghĩa là sau khi các bạn rửa sạch một cái nấm này thì các bạn chế nước sôi ra. Rồi cách đơn giản nhất là các bạn để khoảng chừng 30 phút là các bạn có thể uống được. Thì đây là một bài thuốc mà có khả năng hạ huyết áp trong vòng khoảng chừng 2-3 phút. Và bên cạnh hạ huyết áp thì cái nước lá khổ qua nó cũng có khả năng phòng ngừa tiểu đường, dịch trị và tiểu đường rất hay. Thì cái nguyên quan trọng nhất là đối với các bạn là nếu các bạn không có cái lá hũ hoa rừng thì các bạn dùng cái lá hũ hoa nhà cũng được. Thì sẵn trước khi chế biến tôi cho các bạn xem một vài cái trái hũ hoa rừng luôn, các bạn tận thị khi các bạn không biết. Thì đây là trước mắt các bạn là cái trái hũ hoa nhà, các bạn thấy nó bự hơn kia rất nhiều. Thì đây là trái hũ hoa rừng. Đây hoa rừng thì trái nó nhỏ hơn nhưng mà nó đắng hơn rất nhiều. Nhưng mà cái quý nhất của cái hũ hoa như các bạn biết nó là cái vị đắng của nó. Vị đắng chính là bài thuốc. Một số người ăn đắng không được nhưng mà thì hơi cũng rất là đáng tiếc. Rồi, và thứ hai là các bạn lưu ý là nếu các bạn trồng được hũ hoa tại nhà thì các bạn thì nó rất là tốt, tại vì chúng nó không bị nhiễm phân, hóa học hoặc thuốc trừ sâu. Còn nếu các bạn nào mà không có trồng được thì các bạn có thể đi ra siêu thị mua những cái nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hoặc ngoài chợ cũng vậy, những khách hàng hoặc những người mua bán quen, thì đó chúng ta có thể an tâm trong việc mà lựa chọn một cái loại lá hũ hoa, một loại rau mà nó an toàn cho sức khỏe, nó không bị nhiễm thuốc trừ sâu. Bây giờ các bạn hãy xem tôi chế nước vào. Thì các bạn nấu nước sôi, nấu nước cho thật sôi. Bạn chế cho đầy cái tô này luôn. Thì nguyên liệu như tôi nói là khoảng một nắm lá hũ hoa rừng sau khi hái xong các bạn rửa sạch. Rồi cho anh sau đó các bạn để nắp kính lại. Thì khoảng chừng 30 đến 60 phút các bạn phải đợi lâu lâu chút xíu để cho nó ra những cái chất đắng trong đây thì uống nó mới có tác dụng nhiều. Sau khi các bạn sau khi uống xong hết nước này thì các bạn có thể chế thêm một nước nữa uống cũng được. Thì các bạn vừa được xem tôi hướng dẫn cách chế biến lá của hoa rừng theo cái hướng đơn giản nhất để mà chúng ta hiểu như pha trà thảo dược, để từ đó chúng ta có thể hạ huyết áp hoặc là phòng ngừa tiểu đường, một trong những cái loại bệnh mà hết sức nguy hiểm. Thì đến đây ẩm thực sạch cho cuộc sống kết thúc cái clip này. Các bạn thấy hữu ích các bạn có thể share kênh, đăng ký kênh, cho tôi một like. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.